xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin tối trên kênh YouTube Bà Dân Việt cập nhật thông tin mới nhất về tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Sau đây là nội dung chi tiết. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, trong những ngày qua, nhiều tin đồn thất thiệt xoay quanh ngân hàng SCB đã khiến nhiều người hoang mang. Trong khi các bên liên quan đang nỗ lực xử lý và dập tắt những tin đồn này, thì một người phụ nữ ở Nghệ An đã lợi dụng tình hình để tung tin đồn ngân hàng vỡ nợ lên mạng xã hội. Ngày 12 tháng 10, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An đã lập hồ sơ xử lý trường hợp đăng thông tin sai sự thật về hoạt động của ngành ngân hàng. Theo đó vào tối mùng 10 tháng 10, tài khoản Facebook ATN đăng tải nội dung ngân hàng SCB vỡ nợ. Thông tin này nhanh chóng thu hút nhiều người bình luận chia sẻ. Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Công an thành phố Vinh Nghệ An đã khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ. Qua xác minh, lực lượng chức năng triệu tập NTH sinh năm 1995 trú tại thành phố Vinh làm việc. Tại cơ quan công an, H đã thừa nhận tự ý soạn thảo, đăng tải nội dung về hoạt động tài chính, ngân hàng lên mạng xã hội. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân. Vừa qua, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 đối tượng chuyên nhận tiền của các xe quá tải để bao xe đi qua tuyến tuần tra của trạm cảnh sát giao thông Suối Tre trên tuyến quốc lộ 1A. Với thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã thu lợi hàng tỷ đồng. Liên quan đến hành vi trên, trung tá Lê Ánh Dương, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát Giao thông Suối Tre đã bị điều động về công tác tại Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh. Ngày 12 tháng 10, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Giám đốc Công an tỉnh vừa công bố quyết định về việc điều động trung tá Lê Ánh Dương, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát Giao thông Suối Tre, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh về công tác tại Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh. Như đã đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng gồm Trần Quang Tân, Nguyễn Đăng Khoa, Trương Công Quang, Đặng Văn Út và Nguyễn Văn Hậu đều ngụ tại thành phố Long Khánh và huyện Xuân Lộc để điều tra về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đến người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Bước đầu cơ quan công an xác định, các đối tượng trên chuyên nhận tiền của các xe quá tải để bao xe đi qua tuyến tuần tra của trạm cảnh sát giao thông Suối Tre trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn các huyện Xuân Lộc, thống nhất, chàng bom và thành phố Long Khánh. Các đối tượng đã thu lợi hàng tỷ đồng. Vừa qua, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo kêu oan của ông Diệp Dũng, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Cổ. Úc. Sau phiên xử sơ thẩm, bị cáo Diệp Dũng có đơn kháng cáo kêu oan, cho rằng toàn bộ thông tin trong tin nhắn đều do Lê Thị Phương Hồng chủ động trao đổi. Theo bản án sơ thẩm, vào tháng 9 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh làm việc với Diệp Dũng về các nội dung sai phạm tại Sài Gòn Cô op Bị cáo khai có người cung cấp thông tin quá trình điều tra vụ việc Sài Gòn Cô op cho mình. Từ lời khai trên, công an thành phố Hồ Chí Minh xác định Nguyễn Hoài Bắc sinh năm 1984, cựu cán bộ phòng an ninh kinh tế công an thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp thông tin quá trình xác minh sai phạm tại Sài Gòn Cô op cho Lê Thị Phương Hồng, sinh năm 1979, kinh doanh tự do. Ông Bắc và bà Hồng sống như vợ chồng với nhau. Khi cung cấp thông tin liên quan kết quả xác minh nguồn tin về tội phạm cho bà Hồng, ông Bắc nhận thức và biết rõ bà Hồng không thuộc trường hợp được cung cấp nhưng vẫn thực hiện. Cơ quan chức năng xác định bị cáo Hồng nhận được 100 triệu đồng từ bị cáo Diệp Dũng thông qua tài xế của Diệp Dũng. Ngày 28 tháng 4, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Bắc 5 năm tù, bị cáo Hồng 6 năm tù cùng về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, bị cáo Diệp Dũng bị tuyên 2 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Sau phiên xử sơ thẩm, bị cáo Diệp Dũng có đơn kháng cáo kêu oan. Bị cáo cho rằng toàn bộ thông tin trong tin nhắn đều do Lê Thị Phương Hồng chủ động trao đổi. Bị cáo không yêu cầu cung cấp vì những thông tin này không có giá trị hay dùng vào việc gì. Thưa quý vị, việc giá xăng tăng giảm thất thường trong thời gian vừa qua đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân và hoạt động kinh doanh của các cơ sở bán xăng. Rất nhiều câu chuyện bi hài được chia sẻ trên mạng xã hội liên quan đến vấn đề trên. Mới đây tiếp tục là một clip được chia sẻ với nội dung là cuộc ẩu đà của người mua xăng và nhân viên bán xăng. Ngày 12 tháng 10 trên mạng xã hội Facebook, lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nhóm khách mang theo can 5 lít đến mua xăng thì xảy ra ẩu đà với nhiều nhân viên của một cây xăng trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra tại cây xăng trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Sáng cùng ngày, anh T, quản lý cây xăng cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ tối ngày 11 tháng 10. Theo anh T, khi đó có 4 khách nam đi trên hai xe máy vào đổ xăng. Một xe máy thì đổ trực tiếp vào xe 40.000 đồng, còn một người đàn ông trong nhóm mang theo can xăng 5 lít và yêu cầu nhân viên đổ đầy. Nhân viên đứng bán giải thích không đổ đầy can 5 lít, chỉ bán trực tiếp vào xe hoặc chỉ bán 1,5 lít vào can để mang về. Tuy nhiên người đàn ông này không đồng ý và có lời qua tiếng lại với nhân viên. Trong lúc cái vá, nhóm 4 người đàn ông la vào ẩu đả với nhiều nhân viên của cây xăng. Sự việc chỉ dừng lại khi có người can ngăn. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng công an phường Phú Hữu có mặt ghi nhận sự việc. Pháp luật nước ta luôn rất nghiêm khắc và cứng rắn với các tội phạm liên quan đến ma túy. Mặc dù vậy, nhiều đối tượng vẫn bất chấp, thậm chí là đánh đổi cả mạng sống để lao vào con đường này. Vừa qua một đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán ma túy khủng đã bị bắt giữ. Điều đáng nói, trước đó đối tượng này đã từng có tiền án cũng về tội danh tương tự. Vào chiều 11 tháng 10, công an quận Lê Chân thành phố Hải Phòng cho hay vừa phát hiện triệt phá đường dây ma túy lớn từ khu vực huyện Sóc Cộp, tỉnh Sơn La về Hải Phòng, sau đó đưa đi các tỉnh khác tiêu thụ lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây này là Đinh Thị Yến, tức Yến Ma, sinh năm 1985, trú tại phường Trần Nguyên Hãn, phường Cát Xài, quận Lê Trân, và Trần Thị Loan, sinh năm 1987, trú tại thôn Bùi Xá, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, thu giữ hai bánh heroin cùng 4.000 viên hồng phiến. Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công an quận Lê Trân phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ khu vực xốp cộp Sơn La về Hải Phòng, sau đó đi các tỉnh khác tiêu thụ. Đi sâu điều tra xác minh, các trinh sát xác, xác định cầm đầu đường dây này là Đinh Thị Yến, thường gọi là Yến Ma. Thực tế, cái tên Yến Ma không còn xa lạ gì đối với lực lượng công an địa phương. Đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Khoảng 20 năm trở về trước, Yến Ma từng gieo rắc cái chết trắng tại khu vực đường Tàu Lê Trân. Thời gian qua, ngân hàng SCB đã trải qua giai đoạn khó khăn khi bị rất nhiều những tin đồn thất thiệt xoay quanh. Mới đây mạng xã hội tiếp tục xôn xao thông tin thất thiệt về nhân sự cấp cao của SCB. Liên quan đến vấn đề trên, ngân hàng SCB đã chính thức lên tiếng về những tin đồn thất thiệt này. Xung quanh một số tin đồn thất thiệt về hai nhân sự của ngân hàng SCB đã qua đời là ông Lưu Quốc Thắng, trưởng ban kiểm soát SCB và ông Diệp Bảo Châu, phó tổng giám đốc trên các trang mạng xã hội. SCB khẳng định, tính đến sáng hôm nay, 12 tháng 10, cả hai ông Thắng và Châu vẫn đang điều hành công việc hàng ngày tại ngân hàng. Ông Thắng và ông Châu là những nhân sự cấp cao có thời gian gắn bó lâu dài với SCB. SCB khẳng định các tin đồn thất thiệt về nhân sự cấp cao trên các trang mạng xã hội là sai sự thật, làm ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của SCB. Vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương bắt tạm giam hai công chứng viên để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sáng 12 tháng 10, công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam hai công chứng viên thuộc văn phòng công chứng sở Sao, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Theo công an tỉnh Bình Dương, hai bị can là Trịnh Quang Nho, 59 tuổi, Vũ Nhật Trung, 31 tuổi, cùng ngụ tại Bình Dương, cùng bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cũng theo nguồn tin, ông Nho và Trung có liên quan đến một vụ án đang được cơ quan công an điều tra. Bị can chính trong vụ án này đã bị bắt trước đó. Sau quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an đã quyết định khởi tố thêm hai người này. Những câu chuyện về cho vay nặng lãi chưa bao giờ có hồi kết. Mới đây công an huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Huỳnh Tuấn Thành để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Theo điều tra ban đầu từ công an huyện Hàm Thuận Nam, trong các ngày 26 tháng 3, 24 tháng 4 và 15 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5, Huỳnh Tuấn Thành đã cho chị TA vay 5 lần, tổng cộng 250 triệu đồng. Tuy nhiên chị TA chỉ được nhận 200 triệu đồng, 50 triệu đồng còn lại Thành giữ lại để trừ số tiền lãi trong 15 ngày đầu tiên. Do chị TA không có tiền trả lãi nên Thành cộng dồn tiền lãi vào tiền nợ gốc và buộc chị TA phải viết giấy mượn tiền với số tiền 900 triệu đồng. Trong lúc Thành cùng với ba người khác đang buộc chị TA viết giấy nhận nợ 900 triệu đồng thì bị công an phát hiện. Cơ quan điều tra xác định Huỳnh Tuấn Thành đã cho chị TA vay với lãi suất 40% một tháng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại